Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Các cháu nhỏ nhỏ, mấy đứa đi học rồi nghỉ hè, các con vô đây vui không mấy con? Đi về nhà chắc cũng nhớ chùa ha. Mà các con vô chùa thấy ăn chay ngon mấy con? Rồi quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đều có thương mình không? Có ai chửi các con không? Có ai đuổi về nhà không? Người ta còn kêu ở chùa mà đúng không? Bây giờ các con đến đây ở mà không có ai gầy, không có ai la, không ai đuổi, như vậy thì chắc chắn là các con ngoan. Chứ nếu mà ngoan là bị đuổi á nghe. Thấy không? Ý, lì là bị đuổi, quên nó lộn. Lì là bị đuổi đúng không? Đó. Nên các con rất là ngoan. Vô đây mỗi ngày tu được ba thờ, rồi còn biết làm công quả nữa. Nhiều bé lên tu xong còn biết hồi hướng cầu an cho cha mẹ, cầu an cho ông bà. Cái tâm này của các con trong mùa hè phước lớn dữ lắm, phước rất là lớn. Nên bữa nay thấy mặt mày bé nào cũng sáng sủa quá trời luôn. Cha mẹ mà vô gặp các con, cha mẹ mừng lắm. Thấy ở chùa mấy tuần lễ cả tháng, đứa nào tụi nấy lên ký. Cái đứa nào lên ký không các con? Đứa nào lên ký đưa tay anh coi thử coi. Vậy là đứa nào cũng lên ký ha. Chúc mừng các con nha. Mà các con thấy mình vô chùa mình buông điện thoại được không các con? Mà các con thấy buông điện thoại vui không? Hay chưa? Buông điện thoại vui, buông điện thoại mới đẹp nè. Đó. Mà có con bu điện thoại, có con có nhớ điện thoại không? Giỏi dữ vậy ta. Bu điện thoại không nhớ điện thoại luôn, hay ha. Quá hay. Vậy thì mỗi bé ở đây đặc biệt gì được học tập. Bây giờ Nhân Đức á, khuyên các con là về cố gắng học hành đàng hoàng. Tuy là thí dụ như Nhân Đức cũng không có học nhiều, mà Nhân Đức cũng làm được nhiều việc trong cuộc đời này. Nhưng trong cuộc đời này mà các con nếu học được tới nơi tới chốn, có bằng cấp đồ đàng hoàng, mày đợi nghe, có bằng cấp đàng hoàng mà các con lại có đạo đức nữa thì nó tiện cho các con dữ lắm. Rất là tiện. Tại vì cái bằng cấp của các con nó là một cái phương tiện để nó tiện bề cho các con làm việc này việc kia. Phải có bằng cấp. Nhưng mà kèm thêm là có đạo đức nữa thì các con quá đặc biệt luôn à. Tại vì có bằng cấp là tiện bề cho đi xin việc làm, làm việc này kia. Rồi các con lại có đạo đức, nó kèm vào bằng cấp đó nữa, thì đúng là giống như hổ mọc thêm cánh vậy. Hiểu không? Đặc biệt quá. Còn thí dụ như Nhận Đức bây giờ không có bằng cấp gì nhiều, từ khi là người ta biết Nhận Đức thì người ta mới mời Nhận Đức làm việc. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình không có bằng cấp gì, làm sao mình nói chuyện được với người ta? Nên các con càng phải học để có bằng cấp cho đàng hoàng. Cố gắng học đi.
Nhưng mà đừng có bỏ đạo đức nhân cách làm người nghe. Phải đem nhân cách đạo đức làm người áp dụng vô cái bằng cấp. Vì thì cuộc đời các con thành công dữ lắm, mà rất là tự tin. Thí dụ giờ Nhân Đức mà đi đến đâu mà làm việc này kia rồi đi là Nhân Đức sẽ không được tự tin về mấy, vì Nhân Đức không có bằng cấp. Hiểu không? Bây giờ người ta nói về bằng cấp này bằng cấp kia, Nhân Đức không có, không được cái tự tin về mảng đó. Còn các con mà có bằng cấp đàng hoàng hết trơn mà còn có đạo đức nữa thì các con tự tin dữ lắm. Đó. Nói bằng cấp nào có bằng cấp đấy. Hiểu chưa? Còn ví dụ như mà có những đứa nhỏ mà muốn đi tu thì đi tu chùa mình thì không cần bằng cấp. Đi tu thì không cần bằng cấp. Nó chỉ cần vô đây nhiệt tình thương yêu các cụ già, lo lắng cho các cụ, rồi nhiệt tình hết lòng vì Tam Bảo, thì chỉ cần có cái tâm đó thôi thì đúng là cái bằng cấp. Bằng cấp là gì đó trong chùa mình. Còn ở ngoài đời là chắc chắn các con phải học hành cho đàng hoàng. Giờ cơ hội cha mẹ lam lũ cực khổ để mà cho các con học hành, thì giờ các con cố gắng học hành cho đàng hoàng để có bằng cấp. Hiểu không? Chứ đừng có nói rằng trời ơi thầy có học lớp 3 cũng còn làm được việc này việc kia gì. Thôi con cũng không có cần bằng cấp gì nhiều. Nhớ mọi người nó khác nhau nghe các con đó. Nên các con phải học hành cho đàng hoàng đi, cố gắng học. Học làm sao mà đừng có nặng nề cái đầu óc quá. Trong cuộc đời này chúng ta cũng biết xả chết bản thân mình. Đừng có để cho mình nặng nề nghe chưa. Mà đừng có nạp vào để làm cho mình căng thẳng chi. Các con thấy vô chùa Nhà Đức cũng làm nhiều việc, mà các con thấy Nhà Đức có căng thẳng không? Nhà Đức có chửi con không? Nhà Đức có hung dữ gì không các con? Chưa chắc. Đó. Nên từ nơi đó mà trước nhất là các con thấy Nhà Đức thường thoải mái đúng không? Nếu mà con người vậy thì các con học cũng mau, thành đạt cuộc đời cũng dễ. Nhớ nghe. Còn nếu như bây giờ các con học mà đến nỗi mà căng thẳng thần kinh. Hôm qua Nhà Đức gặp có thằng nhỏ, nó vô chùa. Mẹ nó nói nó học giỏi dữ lắm các con, học rất là giỏi luôn. Nhưng mà cuối cùng các con bị nó, biết nó bị gì không? Nó bị ba trợn. Nó học giỏi dữ lắm mà không biết làm sao á, cái sợi dây thần kinh nó căng làm sao không biết, rồi nó bị chạm sao điện á. Mình không ngờ luôn á con. Nó vô mà mẹ nó dẫn nó vô mà nó bước vô nó gặp Nhân Đức, nó chạy lại tưởng đâu nó chào. Nó chạy lại nó làm gì các con biết không? Chạy lại tự nhiên nó cắn lỗ tai Nhân Đức. Số kỳ cục nó ghê chậu hết hồn. Mình là người cũng bình tĩnh lắm á, nhưng mà thằng này nó làm lạ quá. Mình tưởng đâu là thằng nhỏ này đâu mà nó cũng ngoan, nó gặp thầy nó chạy lại nó chào, tự nhiên chạy lại cắn lỗ tai hết hồn vậy trời. Tưởng nó dứt rớt lỗ tai. Con thấy không? Rồi mẹ nói thầy, thầy thông cảm, nó học giỏi dữ lắm thầy, nhưng mà nó bị căng thẳng quá và nó muốn đạt thành tích cao, không muốn thua ai trong lớp, vì mà cuối cùng nó bị chạm dây thần kinh luôn. Có nghĩa là nó quá cố gắng để đạt được thành tích, nó quá chú trọng thành tích, cuối cùng nó căng thẳng thần kinh điên luôn. Những đứa nói với bà mẹ nói nè, cô thấy chưa, hủy hoại cuộc đời con cô rồi đó. Bây giờ con người học thì cứ cố gắng, nhưng đừng nên quá căng thẳng, tại vì mình căng thẳng biết đâu mình bị chạm thần kinh thì sao. Hiểu không các con? Nên từ nơi đó mình phải học sao mà tâm trạng mình được thoải mái chứ. Ví dụ như năm nay mình hơi thua bạn kia một chút, mình cũng đừng có nên đặt vấn đề thành tích cao quá mà mình đi bực bội buồn phiền. Cái tâm các con vậy các con không có phước đâu. Mình đã cố gắng rồi mà người ta hơn mình thì mình chúc mừng người ta, chứ các con đừng có cái tâm mà ganh tị. Bỏ cái tâm ganh tị khi người ta hơn mình đi nghe. Mấy năm giờ tôi toàn là hạng nhất không à, mà năm nay tôi hạng nhì, tôi thua thằng đó nhỏ đó tức ghê luôn. Đừng có tâm đó các con.
Các con mà có cái tâm đó, cuộc đời các con không có thành đạt đâu. Vì cái tâm nó nhỏ nhen quá. Mình thua người ta thì chấp nhận thua người ta đó. Mình thua người ta thì mình làm sao mà mình tán thán người ta. Cái tâm đó mới là bao dung. Còn mình thua người ta mà mình đi bực bội người ta là cái tâm đó hẹp hòi. Mà có người hẹp hòi có phước không các con? Không, Nhận Đức nói công nhận nha. Mấy cháu nhỏ nó ở đây quý vị, mặt mày sáng sủa ghê luôn. Rõ ràng giống như mấy tầng ở đây là tỉnh luôn á trời. Giống nhìn các cháu nó hoạt bát mà đẹp. Mấy nhỏ gái đứa nào cũng đẹp ra. Cái con sơ gương có đẹp không? Các con thấy mấy cô chùa đẹp không các con? À, các con có thương mấy cô chùa không? Đứa nào thương đưa tay anh coi. À, vậy được rồi, tốt quá rồi. Các con có thấy quý thương cô Nguyên Nhật không các con? À, cô Nhật giúp mình mà đúng không? Rồi để con để tay đi. Mùa hè cô Nhật bị sụt 2kg cơ con. Thôi kệ, cô Nhật sụt 2kg miễn mình lên 2kg là được rồi. Rồi xong rồi, mùa hè xong rồi cô Nhật tăng cân. Thấy không? Đó. Tất cả các cô trong chùa các con thấy mỗi ngày nấu ăn nè. Rồi bưng ra bưng vào nè. Dọn dẹp nè, làm đủ chuyện chứ mà các con thấy các cô trong chùa vui không? Mai mốt các con về nhà các con dù làm việc gì nhiều các con cũng phải tập vui vậy đó nghe. Vui vậy thì mình mới làm được nhiều việc. Chứ đừng có chùa ủ nghe. Cũng như Nhà Đức dạy các con là bây giờ cha mẹ mà la tới không có nhăn mày nhăn mặt dậm chân, các con làm được không? Ờ, chứ cha mẹ mà la tới đừng có nhăn mày nhăn mặt dậm chân nghe. Gái mà vậy xấu lắm á. Bây giờ mình ở đây có một số bạn lay quay cũng chuẩn bị về đi học rồi đó. Nên bạn nào ở lại thì cứ ở tự nhiên. Còn bạn nào về thì ngoan cố gắng học tập cho đàng hoàng. Nhớ là cha mẹ la gầy tới đừng có nhăn mày nhăn mặt, đừng có dậm chân dậm cẳng, đừng có buồn giận ai để trong tâm. Rồi lúc trước mà lỡ nói lời giả dối với cha mẹ, hoặc là lỡ lấy tiền bạc của cha mẹ, các con giờ cha mẹ vô rước các con dám sám hối không? Có mấy bạn làm được hay ghê nghe. Giờ sao nói câu này sao nhẹ sờn hay trời. Thấy không? Có mấy bạn làm hay ghê á, cha mẹ vô nghe. Cha mẹ vô một cái là các bạn lỡ nói cha mẹ nè, nói cha mẹ ơi, con á ở nhà con lỡ sai gì. Cha mẹ la con không dám cự nhưng mà trong tâm con cự. Có khi mẹ nó gầy con cái con ngồi bắp điện thoại con làm nè. Con làm gì đó? Con sai rồi, thầy gầy con, thầy dạy con biết con sai rồi. Với con có một lần con cầm tiền đi mua đồ mà con chẳng tiền. Mẹ đưa con 200 ngàn mà con mua có 100 ngàn mà con đưa lại mẹ có 50, con lấy hết 50. Con có nhiều cái nói lời giả dối. Hôm nay trước Tam Bảo con xin lỗi mẹ cha. Con từ hôm nay con không có dám gì nữa. Các con làm được gì không? Mình phải làm gì chứ mà người ta càng thương mình. Rồi các con đi vô chùa mà con làm gì cha mẹ thấy các con đi vô chùa có kết quả. Thấy không? Đó, những đứa thấy các con kết quả đó. Mặt mày bé nào cũng sáng sủa đẹp dễ thương. Dễ thương ta mới nấu đồ ăn ngon cho ăn nè. Bữa nay nấu sushi. Thấy không? Sushi à. Sushi hay sushi? À sushi. Người ta đem cái món này từ bên Nhật Bản đem về đây người ta nấu. Đó. Không mà tất cả người làm cha làm mẹ nhớ nè. Chỉ cần hai vợ chồng hạnh phúc, sống với nhau, tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, hai vợ chồng vui vẻ sẽ dạy con được tốt. 100% tất cả những người con, dù là nhà mình hơi nghèo một chút, các con cũng chấp nhận. Niềm vui sướng nhất của người làm con là thấy cha mẹ mình hạnh phúc, thấy cha mẹ mình vui bên nhau. Vợ nói thì chồng nghe, mà chồng nói thì vợ nghe. Vợ chồng sống hạnh phúc.
Tức khắc dạy được con liền à. Ôi ơi, ngày xưa còn nhỏ nhỏ mình ao ước mẹ mình với cha mình hạnh phúc lắm. Thấy cha mẹ hạnh phúc mừng lắm đúng không các con? Mừng nhất là thấy cha mẹ hạnh phúc, buồn nhất là thấy cha mẹ cự lộn, khổ nhất là thấy cha mẹ quýnh lộn. Hiểu không? Nên chúng ta bây giờ á, mình nghe đạo rồi nè. Các con mỗi năm mà sinh nhật đó nghe, một là ở đây rồi xong các con trước ngày hai ngày, các con mua cái bánh kem, bỏ tiền vô con heo á, đập con heo ra, mua bánh kem và mua cho cha mẹ đôi dép đôi giày vậy đó, tùy các con. Đừng có đem tiền vô đây nữa. Các con hãy làm điều đó với cha mẹ các con đi. Rồi xong các con nắm tay cha, nắm tay mẹ. Cha mẹ ơi, trong tâm con ao ước nhất là thấy cha mẹ được sống bên nhau hạnh phúc. Như vậy là đời con thấy là hạnh phúc vui nhất rồi. Con mong cha mẹ hạnh phúc là được rồi. Hôm nay ngay ngày sinh nhật của con, ngày mà mẹ sinh con khó khăn, còn cha thì đi lằng quằng như con gà mắc đẻ khi con chưa được sanh ra đời. Thấy không? Bây giờ con cắt cái bánh kem, con dâng lên cho cha trước, cho mẹ. Thấy không? Còn nếu nhà có ông bà nội, ông bà ngoại nữa thì dâng trước cho ông bà nội, ông bà ngoại, xong tới cha, tới mẹ, tới anh chị. Ví dụ vậy đó, nó từ trên xuống lại. Thấy không? Thì các con cứ làm đúng vậy xong, chỉ mong gia đình mình hạnh phúc là được rồi. Con có đòi tiền bạc gì đâu, con không có mong đồ đẹp gì nhiều đâu. Con chỉ mong gia đình mình được sống bên nhau hạnh phúc. Cha mẹ đi làm có về trễ cỡ nào cũng là phải về nhà để ăn buổi cơm gia đình. Đó là con hạnh phúc nhất. Hiểu không? Con nên nói vậy đó. Thì tự nhiên cái tình cảm cha mẹ các con có sự hàn gắn đặc biệt lắm. Các con vô chùa thấy chùa mình đông người mà các con thấy sống đoàn kết không? Mà vui nữa. Hiểu không? Đó. Rồi các con thấy mấy chị trong chùa thôi, mấy chị trong chùa thương nhiều không? Thương nhau nhiều không? Có khi mấy chị trong chùa mà gặp nhau, nắm tay nhau, đồ dẫn nhau đi chơi, đồ. Mấy chị thương nhau dữ lắm. Rồi cái bánh cắn miếng, chia chị kia cắn miếng. Chị em sống nhau vậy thấy không? Vui lắm. Mà đông người vậy mà ngày nào các con cũng thấy được ngồi ăn cơm chung với nhau chứ đúng không? Nó nên người làm cha làm mẹ nhớ nghe. Một tuần lễ đừng có nói công việc gì nhiều gì. Làm cái gì cũng vậy, cố gắng dành thời gian cho cái gia đình của mình. Một tuần lễ ít gì cũng phải gia đình sum họp ngồi lại nhau. Nhất là vợ chồng còn trẻ nghe không? Vợ chồng còn trẻ đừng có đi làm hoài mà không gặp nhau, giết coi chừng nó lạc lẽo tình cảm. Coi chừng kiếm được tiền mà coi chừng nó mất tình cảm gia đình đó nghe. Nên nhớ đó, cái này là 100% luôn. Nếu như mà mỗi tuần á, mà thứ bảy mà hai vợ chồng dẫn con lại đây nghe, đặc biệt lắm. Hai vợ chồng mà dẫn con đi đến đây, nó cảm thấy cái gia đình nó sum họp ngay ngôi Tam Bảo là phước điền lớn nhất. Vợ chồng được gặp nhau đây nghe giáo dục, được động viên tinh thần, sống hạnh phúc. Đó. Còn nếu như những đứa bé nào ngồi đây mà cha mẹ các con hết duyên hết nợ nha, mà chia tay á, các con đừng có buồn bị những cái tâm trạng đó, mà các con lại buông thả cuộc đời, bỏ học, hoặc là buồn chán, bị tiêu cực. Đừng có vậy nghe. Chuyện người lớn kệ người ta. Chuyện của các con bây giờ là phải sống cho tốt. Sống với mẹ thì cũng cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha. Sống với cha thì cũng nhớ ơn mẹ. Chứ không phải là bây giờ mình sống với mẹ mình đi ghét cha, mà mình sống với cha mình đi ghét mẹ, không có đúng đâu nghe không? Chuyện người lớn kệ người ta. Còn chuyện của các con là các con cứ sống tuổi đời hồn nhiên, sống đàng hoàng, học tập cho tốt. Rồi bây giờ nghe giáo dục rồi các con sống cho tốt đi. Đó là hạnh phúc nhất rồi. Các con nhớ đây là những điều như Đức nhắc nhở đó nghe. Trong đây cũng có những đứa bé mà cha mẹ nó chia tay nhau hoặc xa nhau. Các cháu sống với mẹ hoặc sống với cha trong đây nữa đó. Nên từ nơi đó mà như Đức nói cho nó rõ ràng. Nên tất cả những cặp vợ chồng mà đi đến đây đó, hoặc vợ hoặc chồng đó, cố gắng xây dựng cái hạnh phúc gia đình. Những Đức từng nói câu rằng hạnh phúc đi trước, tiền đi sau. Thì đậu được tiền. Tiền đi trước mà hạnh phúc đi sau là tiền không đậu được. Nhớ hạnh phúc rồi con người nó mới chung tay, thì nó không xài tiền bừa bãi. Rồi thêm cái nữa, vợ chồng mà sống với nhau á, mình nghe Phật Pháp nó hay lắm. Vợ hoặc chồng mình mà nghe Phật Pháp là hay lắm. Tại vì bà vợ mình phải nghe Phật Pháp, bà tin nhân quả rồi.
Dù bà đi tu mấy tuần đi chăng nữa cũng không sao nữa, tại bà tin sâu nhân quả. Còn nếu mà họ mà không tin sâu nhân quả, họ đi tầm bậy tầm bạ là lạng hoạn liền, hiểu không? Nên từ nơi đó chồng mà có vợ mà biết đi tu á, là mình mừng lắm. Mình phải gì mình nói với vợ, trời ơi tôi có phước ba đời tôi mới có bà, bà biết tu hành, hiểu không? Đó. Nên đặc biệt nhất mà làm sao á, mà người làm vợ mà biết đi tu này nè, về nhà phải biết hiếu với cha mẹ chồng, hiếu với cha mẹ mình. Đó không? Vậy thì đúng là có phước. Chứ mình đi vô chùa mình tu mà về mình chửi cha mẹ chồng thì thôi chịu thua. Kiểu đó ai mà nói có phước chợ, hung dữ quá mà phước cái gì, hiểu không? Mình càng đi tu mình càng hiền càng dễ thương. Thì đúng là ông chồng này ông nói đúng là tôi cưới được bà tôi có phước, bà biết tu. Còn chồng mà đi chùa là mình mừng. Chồng đi chùa giúp nó bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ bia, giảm tối đa, vì nó thấy không có kết quả lợi ích gì, nên bỏ từ từ. Đó. Nên biết Phật pháp là nó hay dữ lắm. Nên mỗi tuần thứ bảy á, vợ chồng dẫn con vô để mình được mòi cái đạo đức làm người. Cái đạo đức nó quan trọng lắm nghe. Nó mà sống vui vẻ như bữa nay nè, miếng đồ ăn trên bàn, nhưng mà mình ngồi lại bên nhau, vợ chồng con cái gia đình ngồi với nhau ăn, bây giờ mình cứ hòa mình. Dù cho bây giờ có những người người ngồi ở đây, dù quý vị có giàu sang hay địa vị chức phận gì, nhưng mà ngồi vô đây quên đi, quên đi cái địa vị giàu sang đó đi, mà mình hòa mình như nít vậy đó, mình ăn uống bình thường đi. Trời ơi có những giây phút vậy làm đi. Có nhiều cô về chùa mình mà trẻ được là do các cô á, đi vô đây các cô được hướng dẫn với các cô trẻ chung á, cái tâm á, rồi ăn uống á thì ăn kịch liệt luôn, ăn ngon lành, hiểu không? Chứ không phải là ngại ngại gì mà không ăn. Trời ơi, người ta dọn lên mình ăn đi. Như những đứa nói rằng á, vô chùa mà ăn nhiều thì duyên nhiều, mà ăn ít thì duyên ít, mà không ăn là không có duyên đó nghe. Tại cái công người ta dọn lên, trời ơi, nguyên buổi chiều luôn, lớp nhà bếp nấu còn lớp mấy cô dọn, nó chạy săn chân luôn á, mỗi chân mỗi cẳng xanh sao vàng giọt. Ồ chứ không phải giỡn đâu, mệt đó quý vị. Giờ bây giờ mình vô đây mà quý vị mà dùng á, nghe ngon lành, trên bàn có nhiêu ăn hết, để dĩa lại rồi á, nước nôi đồ gót uống hết luôn. Những đức nói nghe, ăn nhiều duyên nhiều, ăn ít duyên ít, không ăn không có duyên. À, nhớ đó. Rồi dù cho một người lớn tuổi đi chăng nữa cũng hòa mình được nè, hòa mình được. Như là mình bây giờ trẻ em đi, lớp này là lớp đạo làm con gia đình mà, nên mọi người đừng có cho mình già mình ngại gì. Trời ơi để cho nít ăn với mình lớn mà ăn chi, trời ơi lớn cũng ăn để sống chứ, lớn cũng ăn chứ để sống chứ không lẽ lớn không ăn, hiểu không? Rồi hai vợ chồng ngồi kế bên gấp cho nhau, trời ơi vậy nó hạnh phúc biết bao. Hay lắm á nghe, cái này nó rất là hay. Cái này gọi là lớp học nhân sinh nha quý vị. À, nãy giờ thấy cười nhiều chưa? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hồi nãy giờ cười nhiều vậy là chưa ăn nó đã bổ, chưa ăn nó cũng bổ rồi. À, nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng, ai cũng là người sống được đặc biệt, sống vui dù là hoàn cảnh nào, nhưng nên có nụ cười. Có nụ cười là có ngày mai, không có nụ cười là sẽ không có ngày mai của cuộc đời đâu. À, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị sống bình an, sống vui, sống tốt, và cố gắng niệm Phật. Niệm Phật quan trọng lắm nghe. Các con về nhà phải niệm Phật đó. Chùa mình mà phước lớn gì là niệm Phật đó. Nên bây giờ làm khâu nào cũng niệm Phật, công an cũng niệm Phật. À, có anh công an đó, anh đi vượt ăn cướp, vậy mà anh niệm Phật, vậy mà anh bắt thằng ăn cướp dễ ẹt. Nó công nhận hay ghê. Có một lần ta điều tra vụ án, vậy mà cuối cùng cái anh đó anh biết niệm Phật, anh thầm thầm anh niệm mình ảnh. Vậy mà cuối cùng quan hồn người ta hiện ra, người ta dẫn anh đi bắt thằng ăn cướp. Ghê không? Không phải đơn giản đâu trời. Nên mình niệm Phật á, đều có Phật gia hộ cho mình. Chỉ cần làm đúng lương tâm, làm đúng lương tâm, làm đàng hoàng. Nhớ nè, ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Nên sống cái khâu nào, nghề nào cũng vậy chứ. Đừng có nói rằng
là mình sống đàng hoàng thiệt thòi, không có sợ. Cứ đàng hoàng đi, cứ đàng hoàng đi. Đàng hoàng tồn tại, đàng hoàng tồn tại. Không có giàu nhiều nhưng tồn tại còn hơn giàu gấp quá mà thất bại. Giàu gấp quá thất bại nghe. Nghe không? À, bây giờ Nhật Đức đọc danh sách những người sinh nhật bữa nay nè. Nguyễn Ngọc Liên Anh 12 tuổi, Quỳnh Thị Mỹ Dung 12 tuổi, Phan Thị Hằng 35 tuổi, Lê Thị Bốn 38 tuổi, Quỳnh Thanh Mỹ 54 tuổi, Hồ Quang Thái 3 tuổi, Bùi Nguyễn Phúc Khang 7 tuổi, Quỳnh Thu An 12 tuổi, Nguyễn Ngọc Quyên Linh 10 tuổi, bé Xin người Nhật 3 tuổi, Nguyễn Thị Hồng 65 tuổi, Nguyễn Thị Hoa 56 tuổi, Trần Văn Quỳnh 3 tuổi, Phạm Minh Thư 22 tuổi, Trần Ngọc Bảo Ngăn 9 tuổi, Nguyễn Thanh Tâm 39 tuổi, Lê Bảo Như 11 tuổi, Nguyễn Phúc Minh 10 tuổi, Nguyễn Phúc Khang 8 tuổi. À, rồi các con lên đây đủ hết chưa? Các con nhớ là sinh nhật là tưởng nhớ công ơn cha mẹ chứ không phải đòi quà nghe. Nhà Đức nhắc hoài chỗ này đó. Sinh nhật là nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ, làm phước thiện gì hồi hướng cho cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sống mình làm phước thiện niệm Phật để hồi hướng cầu an cho cha mẹ. Cha mẹ đã mất rồi thì chúng ta cũng làm việc thiện để cầu siêu cho cha mẹ của mình ngay ngày sinh nhật của mình ha. Đây là cái phước của con rất là lớn. À, bây giờ Nhà Đức tặng quà này nghe. Quà là có một con heo bằng đất với cái máy niệm Phật. Nhà Đức muốn dạy các con là các con biết bỏ ống heo để phụ giúp cha mẹ và mua quà tặng cho cha mẹ chứ không phải đem tiền vô đây nghe chưa. Còn cái máy niệm Phật thì các con đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, giúp cho các con rất là bình an. Nhớ đeo máy niệm Phật ngủ ngon bình an, ăn ngon ngủ yên. Nhớ nghe, đây là cái máy niệm Phật và một con heo đất rất là dễ thương, cười với con nè. Đây con cầm chắc nghe. À, cầm chắc đi con, coi chừng rớt nè. Bưng ở dưới nè con. À, bưng ở dưới nè. Rồi cầm chắc coi chừng rớt. Rồi đây bé nào cầm được không con, coi chừng rớt con. Mẹ cầm giùm coi chừng rớt. Đây à, nè con. Đây con trai. À, đây bé kia kìa con. Rồi ở đây nè con. Ủa à, con cầm chắc nghe. Ê coi chừng rớt bể. Đứng đó coi chừng rớt nghe. Heo này rớt gái là tiêu. Đây nè con. Đây nè con, còn đứa nào đứng lại xích lại con. Đây rồi đây. À, còn ai không? À, đây đây nhớ các con đeo máy niệm Phật nha, đi học cũng đeo nhưng mà đường đeo vô trường thì tắt. Rồi còn ai không nè? Đây rồi hết phải không? Bây giờ chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ mình còn sống và cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đã mất nè. Nam mô a di đà Phật, 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 Đà Phật, Nam mô a di đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh
đồ